đoạn clip đang gây xôn xao trên mạng xã hội. Tranh thủ các xe đang dừng chờ đèn đỏ, cô gái bịt khẩu trang đi phát tờ rơi nhưng bất ngờ gặp biến. Người đàn ông ngồi trên xe máy rướn người ra rất nhanh để dồ tay vào vòng một của cô gái. May mắn là nạn nhân tránh kịp. Điều đáng nói là người đàn ông giở trò sàm sỡ ngay ở nơi đông người. Anh ta không thể kiềm chế ý đồ xấu dù rất nhiều xe khác đang đứng ngay cạnh. Đang phát tờ rơi, cô gái bị người đàn ông bất ngờ dồ vòng một và pha né người siêu nhanh. Sự việc đang thu hút sự chú ý của đông đảo dân mạng. Hành động của người đàn ông khiến số đông phẫn nộ. Không ít tài khoản chia sẻ clip với mong muốn sớm tìm ra tên yêu râu xanh này. Anh ta mất hết liêm sỉ rồi sao? Chưa bị đánh cho là may đấy. Mà tại sao những người xung quanh không phản ứng gì nhỉ? Thành viên Bùi Hương bình luận. Tôi chỉ nhìn thôi mà cũng thấy rùng mình, chị em hết sức cảnh giác, kẻ xấu rình rập khắp nơi và không chừa một ai, một dân mạng khác.